Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về núi khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Nó chỉ theo người có thích ăn thôi. Mình quay video, mình quay bằng cái điện thoại, cho nên là ở ngoài trời nữa. Thành ra khi mà trời nắng nó chói chói, có chỗ chói là. Các bạn coi, các bạn thông cảm nha các bạn. Bây giờ là giữa trưa, thành ra là trời nắng nó xuyên qua khe lá, có chỗ nó mát thì nó tối thui, còn có chỗ thì nó chói chói. Và ngay lúc trưa này thì các bạn khỉ cũng đang đói bụng đây. Cho nên là khi mà có người tới ăn, hai bạn trẻ và các bạn đứng bên kia đang chờ khỉ ăn. Khỉ nó xuống hơi nhiều quá. Chứa no, chứa no, cho ăn tiếp đi. Cái chôm đi chạy tắt của người ta. Ơi đừng cầm hơi hỏi này, nó bay lên nãy bay lên nó hơi hốt nguyên một lần của ba rồi. Đưa lên tay đưa cho ngồi mấy hộp đi Hương. Thôi để cầm đi. Đưa tận tay nó thì nó không có quạo đâu. Đưa từ từ thôi. Nó lấy tay hai tay nó đỡ được đứng nhiều chụp quá. Chụp nhẹ nhẹ à. Đó. Trời ơi sao. Nó không? Lấy hai ly nước nó uống luôn kìa. Trên xe lấy hai ly nước nó uống luôn. Ý à mầm trên lớp nhà nó mà giỡn lại nhảy đùng 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 vậy. Ủa ly nước đâu rồi? Thì nó ngay cặp nó uống rồi, còn ly kia con kia uống. Mấy khỉ này nếu như mà mình hiểu ý nó thú vị lắm nha các bạn. Nó không phải là dữ dằn gì giống như mình tưởng tượng đâu nha. Thật ra nếu mà hiểu ý nó một chút chơi với nó thú vị lắm á. Nó vốn ngoan hiền, nhưng mà chỉ có điều là nó nghịch nó phá giống như mấy đứa nít, mấy đứa trẻ ở nhà mình vậy đó. Nó nghịch nó phá đồ đạc vậy thôi, chứ còn nó không có vô cớ mà nó cắn người đâu. Ngoại trừ mình làm cái gì đó mà nó không chịu á, là nó mới cắn người. Mà trước khi nó cắn là nó hù một cái trước, cho nên hiểu ý mà thấy nó hù một cái là thôi mình rút lui đi, mình xa xa nó ra. Cho nên nó hù một cái là nó chuẩn bị cắn đó, cho nên thấy nó hù thôi mình rút lui, mình xa ra một cái. Là bởi vì mình đã trước đó mình đã làm một cái hành động gì đó mà nó không chịu, cho nên nó mới hù mình vậy đó. Còn như bình thường mình chơi với nó, mình cho nó ăn đàng hoàng, nhẹ nhàng, đặc biệt là nhẹ nhàng nha. Mình cho nó ăn nhẹ nhàng là nó cứ lấy thức ăn, nó ăn rất là ngoan, rất là vui. Lưu ý là trong lúc cho nó ăn là đừng nên làm cái hành động nào khiến cho nó phải giật mình nha các bạn. Chỗ này là phải chú ý chút xíu, đừng làm cho nó bị giật mình. Nó giật mình là nó hết hồn, cái nó sợ nó quay qua nó khè mình rồi. Mà nó khè cái trước cái sau là nó cắn.
Tuy nhiên cũng có một vài con dễ thương lắm nha các bạn. Khi mình cho nó ăn á, cái mình vuốt ve trên đầu nó, vuốt cái bộ lông của nó nhẹ nhàng. Nó thích lắm. Nó thích thiệt luôn. Mình cho nó ăn cái nó bóc thức ăn, nó ngồi nó ăn, còn mình thì mình ngồi mình vuốt ve nó. Dễ thương lắm. Thậm chí con cái đứa con của nó nhỏ xíu đang ẩm dưới bụng á, mình cũng có thể vuốt. Vuốt ve mình nựng nựng đứa con của nó luôn cũng được. Dễ thương lắm. Có mấy con nó hiền mà nó dạng như vậy đó. Nó có vậy coi. Nó chiều anh tải lên tối có. Mình nói là cha chia chuối ra rồi mấy trái để hồi nãy dặn giờ nó dặn chuối nó đã chuối cái cùi nó còn ăn được. Nhìn nó cái cùi nó còn ăn á. 10, 5, 12 lấy lại nè. 12 đi 12, 13 14 được không? Hình như có 14. Ơi nó qua nó dặn bây giờ 14 rồi. Đây là 14. Bún đó. Ủa bánh xà lách ăn được không? Được, cái gì nó ăn cũng được, mấy đồ ở đây bán cũng được cho tụi nó. Rồi ok. Nó kìa. Ơi, nó quay qua nó dành bây giờ nó hơn. Chia ra cho anh Hoàng luôn. Trời ơi, cắn đi. Bỏ túi ba. Quăng ra cho nó trái đi. Nó không đeo theo mình nữa. Thủy. Cái bịch salad đây, bao nhiêu ạ? 6 ngàn. 6 ngàn hả? Cắn mình lại. Yên tâm đi, nó cắn có một cái à. Cắn lại nó hai cái. Anh nói lỡ on fade để biết trên đời đang cay tận bị
nhận ra anh bỏ quên quá nhiều. Nghĩ đến ba mà anh lại thấy thật buồn. Là do em đơn côi, chính em khiến chàng trai đổi thay không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thay, anh vui rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng thể là vui anh đã không còn như ngày xưa mãi mãi mộng mơ nữa đâu. Vì là cho em, cho em. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào.